Con phát nguyện, thân miệng ý, ba nghiệp của con luôn luôn thanh tịnh, thân không tạo nghiệp ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, miệng không tạo nghiệp ác, nói dối, nói thêu rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng, ý không sinh niệm ác, tham sân si, hạnh môn của con tu và hết thảy cõi nước cũng thanh tịnh, phải giống như đại trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền. Hạnh môn thanh tịnh, cõi nước thanh tịnh như vậy, con nguyện hết thảy tất cả đều đồng với Bồ Tát Phổ Hiền. Còn phát nguyện học Bồ Tát Phổ Hiền, hành theo hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, tu pháp 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, tất cả hết thảy con đều đồng với Bồ Tát Phổ Hiền. Còn vì khắp tịnh hạnh Phổ Hiền, các đại nguyện văn thủ sư lợi, sự nghiệp đó đầy hết không thừa, kiếp thủa vị lai luôn không mỏi. Còn vì khắp thanh tịnh viên mãn hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cũng phải viên mãn tất cả đại nguyện của Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thủ tu thành tựu công đức sự nghiệp. Còn với các ngài đều giống nhau, con tu 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền đến vô lượng kiếp luôn luôn không khi nào mệt mỏi và giải đãi. Tu hành của con vô số lượng, đắc được vô lượng các công đức, an trụ vô lượng trong các hạnh, thấu đạt tất cả thần thông lực. Hạnh môn của con tu hành vô lượng vô biên, tu hành đắc được công đức cũng vô lượng vô biên, con an trụ bất động trong vô lượng pháp môn, trong tất cả các hạnh, con đều luôn tu hành, minh bạch thông đạt tất cả sức thần thông của chư Phật. Văn thủ sư lợi trí dũng mãnh, Phổ Hiền huệ hạnh cũng như thế, này con hồi hướng các căn lành, nguyện theo các ngài thường tu học. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi trí huệ lớn nhất, từ cách giá nhất ở trong hàng Bồ Tát, ở trong quá khứ đã từng làm thầy của Đức Phật Thích Ca. Đời này Đức Phật Thích Ca thành Phật, ngài bèn thị hiện tướng Bồ Tát làm Pháp Vương Tử để trợ giúp Phật hoằng pháp. Trí huệ của ngài rất là dũng mãnh, trí dũng mãnh tức là đại trí. Bồ Tát Văn Thủ kiến lập đạo tràng ở núi Ngũ Đài ở Trung Quốc. Núi có Trung Đài, Đông Đài, Tây Đài, Nam Đài và Bắc Đài, khí hậu rất lạnh. Mùa hè ở núi Ngũ Đài cũng có tuyết. Bồ Tát Phổ Hiền trí huệ tu hành hạnh môn cũng rất dũng mãnh. Hiện tại con tu tất cả căn lành của 10 đại nguyện vương đều hồi hướng, nguyện theo Bồ Tát Văn Thủ và Bồ Tát Phổ Hiền luôn luôn tu học, vĩnh viễn theo các ngài học tập Phật pháp. Được chư Phật ba đời khen ngợi các đại nguyện tối thắng như vậy, nay còn hồi hướng các căn lành vì được hạnh Phổ Hiền thủ thắng. Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, ba đời chư Phật đều khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thủ. Và trước có nói 10 đại nguyện vương thủ thắng, nay còn hồi hướng hết thảy căn lành vì thành tựu hạnh môn thủ thắng 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Nguyện con lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, thấy được Đức Phật A Di Đà để được vãng sinh cõi an lạc. Nguyện cho con lúc mạng sắp lâm chung đều trừ diệt hết tất cả báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, không có báo chướng thì không thọ khổ báo chướng, không có nghiệp chướng thì không thọ nghiệp báo đời sau, không có phiền não chướng thì sẽ đoạn được vô minh. Thấy được Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương Cực Lạc, con liền được vãng sinh về cõi an lạc. Phật A Di Đà là tiếng Phạn dịch là vô lượng thọ, vì ngài thọ mạng vô lượng, còn gọi là vô lượng quang, vì quang minh của ngài vô lượng. Vị Phật này là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài có duyên với chúng sinh thế giới Ta Bà cho đến tất cả chúng sinh trong 10 phương cõi nước, thế giới này, thế giới kia, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng cõi nước chư Phật, tại sao đều có duyên? Vì khi ngài còn ở tại nhân địa thì đã từng phát nguyện, nếu tôi thành Phật rồi, cõi nước của tôi là thế giới Cực Lạc, hết thảy 10 phương thế giới không có sự an vui như thế giới của tôi. Hết thảy tất cả chúng sinh trong 10 phương, nếu muốn sinh về nước tôi, chỉ cần chỉ danh hiệu tôi thì tôi nhất định tiếp dẫn họ đến thành Phật. Nếu họ không thành Phật thì tôi cũng không thành Phật. Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện để độ chúng sinh, do đó 10 phương chúng sinh ai thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đều sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc, nhất là 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, cuối cùng cũng là phát nguyện vãng sinh về Tây Phương thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là phương Tây Phật A Di Đà trong mật tông thuộc về Liên Hoa Bộ, thế giới phương Đông là Phật A Xúc thuộc về Kim Cang Bộ, chuyên tu pháp Kim Cang bất động. Pháp Kim Cang chủ yếu là pháp hàng phục, pháp cầu triệu. Tại sao có thể cầu triệu ma lại? Vì có Kim Cang lực sĩ giống như cảnh sát ra lệnh bắt, không đến không được, đây gọi là pháp câu triệu, cũng là pháp hàng phục. Kim Cang lực sĩ hiện ra tướng mạo kim cang, khiến cho yêu ma quỷ quái sợ hãi. Pháp của Đức Phật A Di Đà tu là pháp nhiếp thọ, dùng sức từ bi tiếp dẫn chúng sinh về nước của ngài. Pháp hàng phục là sau khi hàng phục rồi, cơ bản sau này không thể làm việc khổ đồ nữa,
không thể không giữ quy củ, nhưng bạn vẫn có thể muốn đi đâu thì đi. Pháp Nhiếp Thọ là Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh về cõi nước của ngài. Theo ngài tu hành, cho nên Phật A Di Đà và Phật A Xúc, một vị thì dùng từ bi giáo hóa chúng sinh, một vị thì dùng oai đức để giáo hóa chúng sinh, một vị dùng pháp chết phục, một vị dùng pháp nhiếp thọ. Cho nên hai vị Phật này đều giáo hóa chúng sinh thế giới Ta Bà, đều rất có duyên với chúng sinh nhất. Khi còn vãng sinh nước đó rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, tất cả viên mãn hết không thừa, lại lạc tất cả cõi chúng sinh. Nếu bạn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nguyện lực của Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn bạn về thế giới Cực Lạc. Người tu hành 10 điều nguyện vương này của Phổ Hiển nói, khi còn được vãng sinh về thế giới Cực Lạc, con sẽ tu hành thành tựu 10 đại nguyện vương này của Bồ Tát Phổ Hiển. Hết thảy tất cả pháp môn, tất cả hạnh môn tu hành đều viên mãn hết không thừa. Viên mãn hạnh môn tu hành của con, viên mãn nguyện lực của con phát ra, tất cả đều viên mãn không có chút thiếu sót nào. Lúc đó tất cả hạnh của con, tất cả nguyện của con đều viên mãn. Công phu tu hành của con viên mãn đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng, con cũng đi đến cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, lại lạc tất cả cõi chúng sinh, hết thảy chúng sinh đều phải độ họ thành Phật. Tại sao? Vì con được an lạc rồi, cho nên con phải khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc. Chúng hội Phật đó đều thanh tịnh, khi con sinh ra trong hoa sen, thấy được Như Lai vô lượng quang, con liền được thọ ký Bồ Đề. Phật A Di Đà thế giới Cực Lạc có liên trì hải hội các đại Bồ Tát đều thanh tịnh. Lúc đó con tử trong hoa sen thắng diệu hóa sinh, hoa nở thấy Phật, thấy được Phật vô lượng quang. Ở thế giới Cực Lạc, lập tức liền thọ ký Bồ Đề cho con, nói con lúc nào sẽ thành Phật. Mong Như Lai đó thọ ký rồi, hóa thân vô số trăm ngàn ức, trí lực rộng lớn khắp mười phương, khắp lợi tất cả cõi chúng sinh. Mong được Đức Phật A-di-đà thọ ký rồi, con lại hóa thân vô số trăm ngàn vạn ức, trí huệ rộng lớn của con đồng với trí huệ của Phật để khắp mười phương tất cả mọi nơi rộng độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo. Cho đến hư không thế giới tận, chúng sinh và nghiệp phiền não tận, khi tất cả vô tận như vậy, nguyện con rốt ráo luôn vô tận. Hư không vốn là vô tận, thế giới cũng vô tận, chúng sinh cũng vô tận, nghiệp của chúng sinh cũng vô tận, phiền não của chúng sinh cũng vô tận. Giả sử những thứ này đều có thể tận, nhưng nguyện lực của con cũng không cùng tận. Nhưng những thứ này cũng đều không cùng tận. Thế giới có thành trụ hoại không? Thành trụ hoại không của thế giới chẳng phải không mà là vô tận, hoại cũng vô tận. Đây đều là pháp luân lưu, tức cũng là sinh trụ dị diệt. Con người chúng ta 20 năm là sinh, 20 năm là trụ ngừng lại, 20 năm là dị, biến đổi, biến hóa từng sát na không ngừng, biến dị rồi thì diệt, diệt cũng không phải là một ngày diệt, cũng phải 20 năm cộng lại là 80 năm. Sinh trụ dị diệt tức cũng là thành trụ hoại không, thế giới một tăng một giảm là một kiếp, tuổi thọ con người từ 84.000 tuổi bắt đầu giảm, chiều cao của con người mỗi 100 năm giảm xuống một tấc. Tuổi thọ giảm xuống một tuổi, giảm xuống lúc Đức Phật Thích Ca ra đời thì tuổi thọ của con người trung bình khoảng 70 tuổi. Hiện tại tuổi thọ của con người khoảng 60 tuổi. Con người nói, có những người sống đến hơn 90 tuổi hoặc hơn 100 tuổi, không sai, nhưng có người sống mới hơn 10 tuổi thì chết, hoặc hơn 20 tuổi thì chết. Hơn 60 tuổi là tính tuổi thọ trung bình mà nói, số tuổi thọ cao giảm đi một chút, số tuổi thọ thấp thì tăng thêm một chút. Quân bình sự cao thấp này là khoảng hơn 60 tuổi. Lại bắt đầu giảm xuống, giảm đến tuổi thọ con người khoảng 30 tuổi thì lúc đó bệnh ôn dịch hoành hành. Ai mắc bệnh này thì chết, không có thuốc chữa. Con người chết vô số cả, chết hết khoảng 80%. Những người còn sống thì chạy vào rừng sâu núi thẳm mà sống, hoặc vào những làng mạc, hoặc tới những chỗ không có bệnh dịch mà sống. Lại đến lúc tuổi thọ con người còn khoảng 25 tuổi thì lại có nạn lửa. Lúc đó trong hư không hiện ra 7 mặt trời. Tại sao lại hiện ra 7 mặt trời? Vì đó là nghiệp lực của chúng sinh sở cảm. Hiện tại đang thám hiểm xâm lược không gian, vô duyên vô cớ không chịu ở tại trái đất này mà lại muốn đi đến những thế giới khác thám hiểm. Tương lai thám hiểm tới lui sẽ làm cho mặt trăng bớt đi, mặt trời thì nhiều thêm. Trong hư không sẽ hiện ra 7 mặt trời. Lúc đó thế giới biến thành núi lửa, làm khô cạn hết biển sông ngòi ao hồ, thiêu đốt hủy hoại thế giới, thiêu đốt lên tới cõi trời sơ thiền. Khi tuổi thọ con người khoảng 20 tuổi thì lại có một lần nạn nước. Nạn nước qua rồi thì thế giới bị thiêu sạch, vốn chẳng có nước, sau đó lại có trong hư không. Khí chảy sông lên, nước lại càng nhiều, nước nhiều,
thế giới này biến thành thế giới nước, nước ngập đến cõi trời nhị thiền. Người trời cũng bị ngập chết. Lúc đó con người ở nhân gian còn lại rất ít. Nạn nước qua rồi thì tuổi thọ con người khoảng 15 tuổi thì phát sinh nạn gió. Nạn gió này càng lợi hại hơn thổi đến cõi trời tam thiền. Do đó có câu: sáu cõi trời dục đủ năm tướng suy, trên trời tam thiền có nạn gió. Dù tu đến trời phi tưởng, không bằng sinh về cõi Tây Phương. Sáu cõi trời dục giới là trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Khi người trời sắp chết thì có năm tướng suy hiện ra. Những gì là năm tướng suy? Đó là một hoa trên đầu héo. Người trời có vòng hoa đội trên đầu, khi năm tướng suy hiện thì hoa trên đầu héo úa. Hai, quần áo dơ bẩn. Y phục của người trời rất sạch sẽ, chẳng có dính bụi bặm, khi năm tướng suy hiện thì quần áo dơ bẩn. Ba, hai nách ra mồ hôi. Người trời không có ra mồ hôi, trời nóng cũng không ra mồ hôi, nhưng khi năm tướng suy hiện thì hai nách chảy ra mồ hôi. Bốn, thân tỏa mùi hôi. Thân người trời thường tỏa ra mùi thơm, người tu đạo có sự thành tựu cũng sẽ tỏa ra mùi thơm. Ngài Duy Ma Cật thì của người tu hành tỏa ra mùi thơm. Ngài nói ông đừng có suốt ngày đến tối tỏa ra mùi thơm. Chúng sinh mà ngửi được mùi thơm này thì sẽ sinh chấp trước đối với ông, cho nên đừng có tỏa ra mùi thơm. Khi người trời năm tướng suy hiện thì mùi thơm chẳng còn nữa mà tỏa ra mùi hôi. Năm, đứng ngồi không yên. Người trời thường hay ngồi thiền, chẳng giống như chúng ta, giống như con khỉ, suốt ngày đến tối chạy nhảy lung tung, ngày ngày tìm việc làm. Người trời cũng rất ít nói chuyện, chẳng giống như chúng ta nói chuyện tối ngày, nhưng khi năm tướng suy hiện thì đứng lên lại ngồi xuống rồi lại đứng lên, tinh thần bồn chồn bị mê mờ, một khi bị mê mờ thì bị đọa lạc rồi chết đi. Cho nên nói, sáu trời cõi dục đủ năm tướng suy, trên trời đều có năm tướng suy này. Trên trời tam thiền có nạn gió, tu đến cõi trời tam thiền, khi có nạn gió thì cũng sẽ bị gió thổi bay. Dù tu đến trời phi tưởng, dù bạn tu đến cõi trời phi tưởng, chẳng bằng sinh về cõi Tây Phương, chẳng bằng bạn sinh về cõi Tây Phương cực lạc thế giới, sau đó trở lại bằng con thuyền từ bi đến thế giới này giáo hóa chúng sinh. Nạn gió qua rồi, lúc đó con người còn lại chẳng bao nhiêu, đến khi tuổi thọ con người còn khoảng 10 tuổi thì lại sinh ra một thứ bệnh ôn dịch. Thứ bệnh ôn dịch này cũng rất lợi hại, con người còn lại càng ít, sau đó lại tăng, mỗi 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi, chiều cao lại tăng thêm 1 tấc, tăng đến 84.000 tuổi thì ngừng. Một tăng một giảm gọi là một kiếp, 1.000 kiếp là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Thế giới không rồi về sau lại thành, thành trải qua 20 tiểu kiếp là tới trụ, trụ cũng trải qua 20 tiểu kiếp, hoại cũng trải qua 20 tiểu kiếp, không cũng trải qua 20 tiểu kiếp. Thế giới này do thành trụ hoại không mà luân chuyển, không cùng tận, giống như con người chết rồi lại sinh, sinh rồi lại chết. Thế giới luân chuyển không cùng tận, chúng sinh cũng không cùng tận, nghiệp lực của chúng sinh cũng không cùng tận, phiền não của chúng sinh cũng không cùng tận. Nếu như những thứ này đều tận thì nguyện lực của con cũng không cùng tận, huống chi những thứ này đều không cùng tận. Mười phương hết thảy vô biển cõi, trang nghiêm các báu cũng như lai, tối thắng an lạc thì khi trời người, trải kiếp số bụi tất cả cõi. Mười phương thế giới hết thảy vô biên cõi nước chư Phật, dùng hết thảy các châu báu mười phương thế giới để trang nghiêm cúng dường Như Lai, dùng an lạc tối thắng, diệu lạc thủ thắng bố thí cho chư thiên và loài người, trải qua số kiếp nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi nước trong mười phương con đều tu hành cúng dường. Nếu ai nơi mười nguyện vương này khi lọt qua tai sinh lòng tin, cầu thắng bồ đề tâm khát ngưỡng, được thắng công đức hơn thí trên. Nếu như có người nghe thấy được 10 điều nguyện vương diệu hạnh thủ thắng của Bồ Tát Phổ Hiền, khi lọt qua lỗ tai của họ bèn sinh lòng tin, thành tâm tha thiết cầu diệu thắng Bồ Đề và sinh tâm khát ngưỡng. Họ có một niệm tâm cầu Bồ Đề thì công đức của họ càng hơn hẳn, công đức bố thí các châu báu trang nghiêm các cõi nước, nhiều như số cát sông Hằng cúng dường Như Lai. Tức thường xa lìa ác tri thức, vĩnh lìa tất cả các đường ác, sớm thấy Như Lai vô lượng quang, đủ nguyện Phổ Hiền tối thắng này. Con người gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhuộm xanh thì xanh, nhuộm vàng thì vàng. Bạn theo người nào thì học theo người đó, cho nên mẹ của Mạnh Tử lựa chọn láng giềng, tức là căn cứ theo ý này. Nhà của Mạnh Tử lúc đầu ở gần nghĩa địa, Mạnh Tử hàng ngày đi chơi, giả làm một người chết, giả làm một quan tài, dùng bùn làm heo dê để cúng tế. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy tình hình như vậy, trẻ con mà học làm thứ việc này thì có đâu có phát triển khá được. Do đó bèn dọn nhà đi chỗ khác,
Dọn đến chỗ lò mổ thịt, Mạnh Tử lập tức học cách thức mổ heo giết bò. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy như vậy cũng không tốt, do đó lại dọn nhà đến chỗ gần trường học. Bây giờ thì Mạnh Tử tập đi học theo chúng bạn đi học. Khi đến trường thì trước hết hành lễ trước tượng Đức Khổng Tử, đi đứng đều có lễ nghi. Mạnh Tử cũng học theo, mẹ Mạnh Tử nhìn thấy mới gật đầu đồng ý ở lại khu này. Mạnh Tử là một đứa trẻ, đi học được mấy ngày thì bỏ học, ham chơi không đi học nữa. Mẹ của Mạnh Tử cũng chẳng nói gì, lúc đó đang dệt lụa, bèn lấy con dao cắt đứt khung cửi. Mạnh Tử nhìn thấy tình hình như vậy là không đúng, bèn chạy đến bên mẹ nói: "Mẹ ơi, tại sao mẹ nóng giận vậy? Có phải con làm việc gì sai không mẹ?" Mẹ Mạnh Tử nói: "Con không đi học thì cũng giống như khung cửi này bị đứt, không còn dệt vải được nữa. Con có biết không, con không đi học thì tương lai chẳng có gì thành tựu hết." Mạnh Tử nói: "Vậy thì từ nay con sẽ tiếp tục đi học." Về sau Mạnh Tử trở thành một vị đại thánh nhân của Trung Quốc. Tại sao ông ta trở thành một vị đại thánh nhân? Vì mẹ của Mạnh Tử khéo dạy con, ba lần dọn nhà, dọn đến gần trường học thì Mạnh Tử mới có cơ hội đi học, mới thành tựu sở học của ngài. Nếu như mẹ của Mạnh Tử lúc ban đầu không dọn nhà ở gần chỗ nghĩa địa thì Mạnh Tử bất quá chỉ là một công nhân ở nghĩa địa giữ mộ mả mà thôi. Nếu ở gần lò mổ thì Mạnh Tử bất quá cũng chỉ là một tên đồ tể mà thôi. Cuối cùng dọn nhà đến gần trường học, Mạnh Tử trở thành một vị học giả nổi tiếng. Đây gọi là xa lìa ác trí thức, gần gũi thiện trí thức. Cho nên bạn gần vật màu đỏ thì bạn biến thành màu đỏ, bạn gần vật màu đen thì biến thành màu đen. Muốn nhuộm màu cà phê thì thành màu cà phê, nhuộm màu vàng thì thành màu vàng. Cho nên hãy nhìn xem bạn nhuộm thành màu gì. Chúng ta gần gũi thiện tri thức cũng như thế, nếu gần gũi kẻ xấu ác thì họ sẽ xúi bạn làm chuyện xấu ác, đi các nơi phá hoại người, đến các nơi đố kỵ chướng ngại người. Đây tức là ác tri thức, chúng ta đừng gần gũi họ, phải xả lìa họ. Vì xa lìa ác tri thức thì mới có thể vĩnh viễn lìa tất cả các đường ác. Nếu không xa lìa ác tri thức thì sẽ đọa lạc vào ba đường ác. Các đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, bốn đường ác. Trong các đường ác thì thọ tội khổ. Tại sao phải thọ tội khổ? Vì bạn theo ác trí thức, học theo ác trí thức, sau đó thì tạo nghiệp ác tội lỗi. Tạo rồi thì phải đọa lạc vào tất cả các đường ác. Hiện tại đã lìa khỏi ác trí thức, cho nên xa lìa tất cả các đường ác. Khi bạn xa lìa các đường ác thì sẽ sinh vào trong các đường lành. Còn người ở tại nhân gian trừ ác rồi tức là thiện. Nếu không có việc ác, tức là việc thiện. Bạn có việc thiện thì có nghiệp thiện thì sẽ được thiện báo, thì sẽ sớm gặp được Phật, sớm sẽ gặp được Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Phật Vô Lượng Thọ của thế giới cực lạc. Đến được thế giới cực lạc ở phương Tây của thế giới của Đức Phật A-di-đà, thì sẽ viên mãn đầy đủ 10 đại nguyện vương tối thắng này của Bồ Tát Phổ Hiền. Người đó khéo được thắng thọ mạng, người đó khéo được sinh làm người, người đó chẳng lâu sẽ thành tựu như hạnh Bồ Tát Phổ Hiền này. Người đó rất mau chóng đắc được trường thọ sống lâu. Có người nói, trong Phật giáo có tướng không thọ già, hiện tại lại nói thọ mạng tối thắng. Đây chẳng phải là tướng thọ mạng chăng? Tướng thọ già ở đây chẳng phải là họ muốn được tướng thọ già. Đây là do họ xa lìa ác trí thức, xa lìa các đường ác, thấy được Phật A-di-đà. Dù bạn không muốn trường thọ cũng nhất định trường thọ. Chẳng phải như chúng ta ở thế giới này, con người ai cũng muốn được trường thọ, cũng chẳng được trường thọ, muốn an vui cũng chẳng được an vui chân thật. Đến thế giới cực lạc thì thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Phật A-di-đà thọ mạng vô lượng, chúng ta cũng thọ mạng vô lượng. Phật A-di-đà quang minh vô lượng, chúng ta sinh về thế giới cực lạc, quang minh cũng vô lượng. Cho nên người này khéo được thắng thọ mạng. Đây là do nghiệp thiện mà đắc được, chứ chẳng phải là chấp trước. Người này nếu muốn giáo hóa chúng sinh thì họ sẽ tái sinh trở lại nhân gian, mà tất cả đều viên mãn, đây gọi là thường nguyện trở lại. Nếu họ không muốn trở lại thì không cần lại, đây mới thật sự là tự do. Người đó chẳng bao lâu sẽ thành tựu công đức 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, giống như hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu, không có khác biệt. Hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất, cho nên bạn sẽ thành tựu hạnh môn của Ngài tu. Thuở xưa do không có trí huệ, tạo nghiệp ác năm tội vô gián, tụng đại nguyện vương Phổ Hiền này, một niệm mau chóng đều tiêu diệt. Ở trước có nói, thuở xưa tạo ra các nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si tử thân miệng ý mà sinh ra, tất cả nay con đều sám hối. Thuở xưa tạo ra tất cả các nghiệp ác là do tham sân si. Tại sao có tham, có sân, có si? Vì chẳng có trí huệ, chẳng có lực bát nhã. Tại sao con người tạo điều ác? Vì chẳng có trí huệ cho nên tạo ra đủ thứ nghiệp ác. Người có trí huệ chân chánh thì sẽ không tạo nghiệp ác. Cho nên nói, thuở xưa lâu xa
Do chẳng có sức trí huệ, con người là năng tạo, nghiệp là sở tạo. Ai năng tạo, ai chẳng tu pháp lành. Tu pháp ác tức là kẻ năng tạo. Người có năng tạo rồi thì sẽ có nghiệp sở tạo. Nghiệp tạo ra thì người năng tạo phải thọ báo. Sở tạo nghiệp cực ác có 5 thứ: 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. Giết A-la-hán, 4. Phá hòa hợp tăng. Sư tăng gọi là chúng hòa hợp. 4 người trở lên mới gọi là tăng. Tăng có lục hòa: 1. Thân hòa đồng trụ, thân thể cùng ở với nhau, không thể đấu tranh, đánh luận với nhau. 2. Miệng hòa vô tranh, chư tăng cùng ở với nhau, không thể tranh luận thị phi, không thể nói thị nói phi. Hòa hợp tức là không tranh. Trong kinh Kim Cang có nói tam muội vô tranh. Người xuất gia cùng ở với nhau, không tranh đua. Nếu bạn tranh thì sẽ có tướng ta người, có ta người sẽ có thị phi. Có thị phi thì có hơn thua, có hơn thua thì có tướng chúng sinh. Có tướng chúng sinh thì có tướng thọ mạng. Có 4 tướng rồi thì sẽ chẳng đắc được định lực chân chánh. 3. Ý hòa đồng duyệt, ý phải hòa với nhau. Không thể bạn có ý của bạn, tôi có ý của tôi, mọi người đều rất an lạc, vui vẻ. 4. Lợi hòa đồng quân, có lợi ích thì mọi người cùng thọ hưởng với nhau, chẳng phải chỉ riêng một người thọ hưởng, có lợi ích thì mọi người phân chia cùng hưởng. 5. Kiến hòa đồng giải, ý kiến cũng phải tương đồng, như học Phật Pháp mọi người cùng nhau có kiến giải. 6. Giới hòa đồng tu, mọi người cùng nhau tu hành, giữ gìn giới luật, có lục hòa này mới gọi là hòa hợp tăng. Nếu trong chư tăng chuyên môn khêu chọc ly gián, nói chuyện thị phi, khiến cho chư tăng không hòa hợp nhau, đây gọi là phá hòa hợp tăng. 5. Làm thân Phật chảy máu, có người nói hiện tại con người sinh ra sau Phật đại khái không thể làm cho thân Phật chảy máu. Chẳng phải phàm là phá hoại đối với Phật giáo đều có thể gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Phá hoại Phật bảo, đập bể tượng Phật, tuy chỉ là tượng Phật cũng giống như làm cho thân Phật chảy máu, hoặc đốt tượng Phật cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Hết thảy kinh điển là pháp thân huệ mạng của Phật, tất cả kinh điển ở tại chỗ nào thì có Phật ở chỗ đó. Nếu thiêu hủy kinh điển thì cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Chư tăng nương vào Phật giáo mà tu, tương lai sẽ thành Phật. Bạn khiến cho chư tăng bất hòa với nhau, đây cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Không cung kính tam bảo, phá hoại tam bảo, đây đều gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Cho nên làm cho thân Phật chảy máu không nhất định lúc Phật còn tại thế mới có, mà hiện tại sau khi Phật đã vào Niết Bàn, nếu không ủng hộ Phật giáo, ngược lại phá hoại Phật giáo, thậm chí phá hoại vị Phật xuất gia nào đó, đều là làm cho thân Phật chảy máu, đều là trong năm tội ngũ nghịch, đều có thể nói là cực ác. Cực ác tức là tội ác đó rất lớn, không thể nào so sánh được. Quả báo tội cực ác, thọ là phải đọa vào địa ngục A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn, nghĩa là vô gián. Có 5 thứ địa ngục vô gián: 1. Thời vô gián, cũng gọi là kiếp vô gián. Từ khi ngày đầu tiên vào địa ngục vô gián cho đến ngày cuối cùng, không có giây phút nào ngừng thọ khổ. Thọ khổ liên tục không ngừng, cho nên gọi là thời vô gián. 2. Hình vô gián, thân hình đọa vào địa ngục, một mình cũng thấy đầy chặt địa ngục, nhiều người cũng đầy chặt địa ngục. 3. Khổ vô gián, địa ngục có địa ngục núi đao, địa ngục chảo dầu sôi, vân vân, đủ thứ địa ngục đều khiến người thọ khổ, sự thọ khổ này cũng không gián đoạn. 4. Quả báo vô gián, bất luận bạn là người ở đâu đều phải thọ quả báo này, thọ thứ khổ này. 5. Mạng vô gián, đọa vào địa ngục một ngày một đêm, vạn lần chết vạn lần sống lại, một ngày một đêm chết mấy vạn lần, sống lại mấy vạn lần, trong địa ngục thọ khổ, thọ đến cực điểm thì chết. Chết rồi lại có gió nghiệp thổi đến thì lại sống dậy. Nếu có thể tụng niệm 10 điều nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền này thì trong một niệm rất mau chóng tiêu diệt được tội ngũ nghịch vô gián này. Chủng tộc giống loài và dung nhan, tướng tốt trí huệ đều viên mãn, các ma ngoại đạo không phá được, làm bậc ứng cúng của ba cõi. Chủng tộc dòng dõi giống loài, dung nhan tướng mạo đều viên mãn, trí huệ cũng viên mãn rộng lớn, tướng mạo cũng trang nghiêm, hết thảy các thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Vì 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền có sức lực không thể nghĩ bàn đến hộ trì bạn, kham làm bậc ứng cúng, chứng quả A-la-hán của ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Sớm đến dưới cội cây bồ đề, tính tọa hạng phổ các chúng ma, thành đẳng chánh giác chuyển pháp luân, khắp lợi tất cả các hạng thức. Mau chóng, sớm sẽ đến dưới cội bồ đề thành Phật, ngồi tại đạo tràng dưới cội bồ đề hàng phổ tất cả các ma, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển đại pháp luân, các lợi ích hết thảy tất cả chúng sinh. Nếu ai nơi nguyện phổ hiền này đọc tụng thọ trì và diễn nói, quả báo chỉ Phật chứng biết được, chắc chắn được thắng đạo bồ đề. Nếu có ai tu hành 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này,
hay đọc tụng thọ trì và diễn nói cho người khác nghe, thì quả báo này chỉ có Phật mới có thể chứng minh biết được. Họ chắc chắn sẽ đắc được đạo Bồ Đề. Nếu ai tụng nguyện phổ hiền này, tôi nói ít phần căn lành đó, một niệm tất cả đều viên mãn, thành tựu chúng sinh nguyện thanh tịnh. Nếu có ai hay tụng 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, tôi nói ít phần căn lành đó, trong một niệm sở cầu tất cả đều viên mãn, thành tựu nguyện thanh tịnh của tất cả chúng sinh phát ra. Còn đem thắng hạnh phổ hiền này, vô biên thắng phước đều hồi hướng, các nguyện các chúng sinh chìm đắm, sớm về cõi Phật vô lượng quang. Hạnh phổ hiền này là một thứ hạnh môn thủ thắng vi diệu, vô lượng vô biên phước báu con đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Các phát nguyện độ thoát hết thảy tất cả chúng sinh chìm đắm trong biển khổ, sớm được vãng sinh về cõi Phật vô lượng quang, thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước Đức Như Lai nói bài kệ Phổ Hiền rộng lớn thanh tịnh đại nguyện vương này rồi, thiện tài đồng tử hớn hở vui mừng vô lượng, tất cả Bồ Tát đều đại hoan hỷ. Đức Như Lai khen nói: lành thay, lành thay. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói bài kệ Phổ Hiền rộng lớn thanh tịnh 10 đại nguyện vương này rồi, thiện tài đồng tử hớn hở vui mừng, tất cả Bồ Tát cũng đều hoan hỷ vui mừng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bèn khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền nói: ông nói pháp này thật là tốt quá, tốt quá. Bấy giờ Đức Thế Tôn và các vị thánh nhân Đại Bồ Tát khi diễn nói pháp môn thủ thắng cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn như vậy, thì Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi làm thượng thủ. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị thánh nhân Bồ Tát Đại Bồ Tát khi diễn nói pháp môn thủ thắng cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn như vậy, thì Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi làm thượng thủ trong hàng Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát cùng với 6.000 vị tỷ kheo thành thủ, Bồ Tát Di Lặc làm thượng thủ. Tất cả các Đại Bồ Tát trong kiếp hiền, Bồ Tát Vô Cấu Phổ Hiền làm thượng thủ, Nhất Sinh Bổ Sứ, các Đại Bồ Tát trụ bậc Quán Đảnh và các chúng Đại Bồ Tát nhiều nhất số hạt bụi tất cả biển cõi đến tụ hội từ khắp 10 phương đủ thứ thế giới. Đại Trí Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên làm thượng thủ, các Đại Thanh Văn và các trời người, tất cả chủ thế gian, trời rồng Dạ Xoa, Cản Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu Na Già, người chẳng phải người, vân vân, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói thảy đều hoan hỷ, tin thọ phụng hành. Các Đại Bồ Tát cùng với 6.000 vị tỳ kheo đương thời ở tại pháp hội, Bồ Tát Di Lặc làm thượng thủ. Kiếp hiền có rất nhiều vị thánh nhân xuất hiện ra đời nên gọi là kiếp hiền. Trong tất cả các Đại Bồ Tát có một vị Bồ Tát Vô Cấu Phổ Hiền làm thượng thủ. Nhất Sinh Bổ Sứ thì gọi là Pháp Vương Tử. Ở thế giới Ta Bà hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Pháp Vương. Đến khi Phật Pháp diệt hết rồi, vị Bổ Sứ thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát Di Lặc. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc là vị Nhất Sinh Bổ Sứ, ngài trụ ở nội viện cung trời Đâu Xuất. Khi một vị Bồ Tát sắp được Bổ Sứ Phật vị thì đều ở nội viện Đâu Xuất. Trước khi Đức Phật Thích Ca trở thành Phật thì ngài cũng ở nội viện Đâu Xuất. Khi sắp thành Phật thì từ cung trời Đâu Xuất nhập thai, xuất ra thành đạo chuyển pháp luân độ chúng sinh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong thai mẹ thì cũng chuyển pháp luân. Bất quá một số người nhìn không thấy cảnh giới này, cho rằng Đức Phật trụ thai chỉ là trụ thai mà thôi. Kỳ thật khi Đức Phật trụ thai thì vì tất cả quỷ thần thuyết pháp. Trụ thai Quán Đảnh, khi Phật sắp thành Phật thì phải thọ lễ Quán Đảnh giống như xưa khi Hoàng đế lên ngôi cũng phải thọ lễ Quán Đảnh. Thọ lễ Quán Đảnh rồi mới trở thành thiên tử. Khi Phật sắp thành Phật gọi là Nhất Sinh Bổ Sứ, cũng gọi là trụ bậc Quán Đảnh. Khi Quán Đảnh thành Phật thì 10 phương chư Phật đều dùng nước pháp cam lộ Quán Đảnh cho Phật. Khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì có 9 con rồng Quán Đảnh, đây cũng là thọ lễ Quán Đảnh. Trụ bậc Quán Đảnh là đồng với đời sau thành Phật, là nơi hậu bổ Phật trụ. Những vị đồng hậu Nhất Sinh Bổ Sứ có rất nhiều các Đại Bồ Tát trụ bậc Quán Đảnh và các chúng Đại Bồ Tát nhiều nhất số hạt bụi. Tất cả biển cõi đến tụ hội từ khắp 10 phương đủ thứ thế giới cùng đến tập hội lắng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Hoa Nghiêm. Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện thì hết thảy tất cả cõi Phật nhiều như biển cả, như số hạt bụi, nhiều nói không hết được. Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát, Đại Trí Xá Lợi Phất, Đại Thần Thông Mục Kiền Liên làm thượng thủ, chúng Đại Thanh Văn, Xá Lợi Phất trí huệ lớn nhất, khi ngài còn ở trong bụng mẹ thì đã khiến cho mẹ của ngài biện luật thắng cậu của ngài. Trước khi mang thai ngài thì mẹ của ngài và cậu của ngài hay đàm luận về đạo lý, lần nào cũng thua cậu của ngài. Nhưng từ khi mẹ của ngài mang thai ngài thì cậu của ngài biện luận đều thua. Cậu của ngài biết để nói, đứa bé trong bụng của chị chắc chắn chẳng tầm thường, nhất định sẽ có đại trí huệ.
là nó trợ giúp chị biện luận nên chị mới thắng được em. Trước kia chị đâu có trí huệ như thế, chắc chắn đứa bé này có trí huệ trợ giúp chị. Do đó anh ta bèn đi khắp nơi học hỏi, nghiên cứu đọc sách vở của ngoại đạo. Anh ta dụng công đọc sách đến trình độ nào? Anh ta chẳng hớt tóc, cũng chẳng cạo râu, thậm chí móng tay cũng không có thời gian để cắt. Anh ta lúc nào cũng muốn đọc sách của ngoại đạo, cho nên ngón tay để mọc ra rất dài. Một số người gọi anh ta là trường trảo Phạm Chí. Phạm Chí ngón tay dài, bạn hãy nghĩ xem, cho đến thời gian cắt móng cũng không có. Tinh thần ham học này chẳng phải rất lớn chăng? Tại sao anh ta muốn học như thế? Vì anh ta muốn sau này trở về phải giỏi hơn cháu của anh ta, nên mới có chí nguyện như vậy. Thời gian trôi qua, anh ta học được cũng hơn 10 năm. Trở về nhà, bèn đi tìm chị của anh ta, muốn biện luận với đứa cháu của anh ta. Đến nhà của chị anh ta, bèn hỏi, đứa cháu của chị đâu? Chị anh ta đáp, Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia rồi. Anh ta nghe rất bực mình, nói, tại sao nó có thể theo ông Cổ Đàm đi xuất gia chứ? Ông ta có đạo đức gì? Không bằng theo tôi học đạo, hiện tại học vấn và đạo đức của tôi đều tối cao, tại sao lại để cho nó theo Phật Thích Ca xuất gia chứ? Do đó anh ta bèn đi tìm Đức Phật Thích Ca, muốn dẫn cháu mình về. Nhưng nếu vô duyên vô cớ đến dẫn cháu mình về thì đứa cháu sẽ không về. Anh ta bèn lập luận với Đức Phật để biện luận. Sở học của anh ta là biện luận. Đến nơi anh ta bèn hỏi Đức Phật rằng, Ngài làm bằng cách gì thu cháu của tôi làm đệ tử? Ngài có bản lãnh gì? Đức Phật nói, ta chẳng có bản lãnh gì. Nó muốn theo ta xuất gia thì ta đâu có biện pháp gì. Anh ta nói, vậy chúng ta hãy đàm luận để lập luận được chăng? Đức Phật nói về gì đây? Muốn nói như thế nào? Anh ta nói, tôi dùng không thọ làm tông, bất cứ ngài nói gì tôi cũng không thọ. Đức Phật nói, anh dùng không thọ làm tông, nhưng anh có thấy cái thọ hay không thọ, cái không thọ làm tông của anh? Anh ta nghĩ, tôi phải nói không thọ làm thấy thì sẽ phá bổn tông của mình. Nếu nói thọ cái thấy này thì tông của mình lập chẳng đứng vững được, vì cái gì cũng đều không thọ. Vậy còn có thọ chăng? Mình đứng không vững rồi, cho nên thọ cũng bị người phá, không thọ cũng bị người phá. Cho nên tông chỉ này của mình vốn chẳng đứng vững được. Trước khi chưa đàm luận, anh ta và Đức Phật đánh cá với nhau rằng, nếu anh ta thua thì sẽ cắt cái đầu của anh ta xuống đưa cho Đức Phật. Nếu Đức Phật thua thì anh ta sẽ dắt đứa cháu về. Lần này thì tông chỉ của anh ta chẳng đứng vững được, do đó bèn đứng dậy bỏ chạy. Đại khái chạy cũng khá xa, sau đó lại nghĩ, ta là một gã đàn ông, chẳng phải là đàn bà, tại sao nói ra không giữ lời chứ? Mình nói thua thì cắt đầu xuống mà, cắt thì cắt, bất quá chết thôi, thôi hãy trở lại. Do đó anh ta chạy trở lại chỗ Đức Phật. Đức Phật hỏi, anh chạy trở lại đây làm gì? Anh ta nói, cho tôi mượn cái đao đi. Đức Phật nói, anh cần đao để làm gì? Anh ta nói, tôi phải cắt đầu xuống đưa cho ngài. Đức Phật nói, anh cắt đầu xuống đưa cho ta để làm gì? Anh ta nói, vì tôi đã thua ngài, tôi đã hứa thua là cắt đầu tôi xuống đưa cho ngài. Đức Phật nói, cắt đầu của anh xuống cũng chẳng có ích gì, thôi đừng cắt đầu. Tốt hơn hết, anh có thể đi xuất gia, chẳng phải tốt chăng? Hà tất phải cắt đầu, chỉ cần anh phát tâm xuất gia thì được rồi, cạo đầu cũng như cắt đầu. Sau đó anh ta bèn xuất gia theo Đức Phật làm hòa thượng. Xá Lợi Phất còn gọi là Xá Lợi Tử, ngài lấy tên họ mẹ của ngài làm tên họ của mình. Xá Lợi là tên của một loài chim ở Ấn Độ. Ở Trung Quốc gọi là chim thu lộ. Con mắt chim thu lộ rất đẹp, con mắt vừa thích nhìn vừa có thần. Con mắt mẹ của ngài Xá Lợi Phất đẹp như chim thu lộ, cho nên tên họ của mẹ ngài gọi là Xá Lợi. Xá Lợi sinh ra còn gọi là Xá Lợi Tử, còn gọi là Xá Lợi Phất. Phất cũng tức là tử. Đại Mục Kiền Liên, đại nghĩa là lớn. Mục Kiền Liên là tiếng Phạn, dịch là Lai Phục Căn, còn gọi là Thái Thúc Thị. Lai Phục và Thái Thúc đều là đồ vật có thể ăn. Khi tổ tiên của ngài tu đạo thì ăn những thứ này để tu đạo, cho nên kỷ niệm tổ tiên của ngài mà đặt tên họ này. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Ngài là thần thông bậc nhất, ngài và đại trí Xá Lợi Phất là lãnh tụ trong hàng Thanh Văn. Thanh Văn là nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, nghe pháp bốn thánh đế khổ tập diệt đạo mà khai ngộ, ngộ được khách trần phiền não tác quái, cho nên khai ngộ, đây là Thanh Văn đạo. Các đại thanh văn chẳng những chỉ có Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác mà còn có trời người, tất cả chủ thế gian, tất cả những ông vua thế gian, trời rồng. Rồng có rất nhiều loại, có rồng trên trời, rồng trong biển, rồng nổi mây làm mưa, vân vân. Làm thế nào mà làm rồng? Vì chúng thừa cấp giới hoãn cho nên biến thành rồng. Thừa cấp là như trì đủ thứ chú, cũng hay tụng kinh, tham thiền, đà tọa, pháp môn nào học được cũng rất nhanh. Duy chỉ một điều là không giữ giới luật, không giữ giới sát sinh trộm cắp,
giới tà dâm, giới nói dối, giới uống rượu. Chúng chẳng giữ năm giới, cho nên đọa làm thân rồng và có tâm sân rất nặng. Tại sao đọa làm thân rồng? Vì tâm sân hận quá lợi hại. Các vị tu hành đừng có lười biếng ở trong chùa, sáng sớm 3 giờ rưỡi là đánh bảng thức chúng. Mọi người phải dậy, sau đó đóng chuông. Tiếng chuông này ai nghe mà còn nằm ngủ không dậy thì tương lai sẽ biến thành rồng vì bạn không giữ quy củ trong chùa. Tốt thì biến thành rồng, không tốt thì biến thành con trùng dài. Cho nên đừng cho rằng lười biếng là tốt. Sáng sớm nghe tiếng chuông không dậy sẽ biến thành rắn, buổi tối nghe tiếng chuông không tu hành cũng sẽ đọa lạc. Rồng tức là do không giữ quy củ. Bạn thấy rồng uốn cong như thế, chẳng màng làm việc gì cũng để uốn cong như thế. Đó là do vì không giữ quy củ nên như vậy. Dạ xoa cũng có rất nhiều loại, có dạ xoa bay, dạ xoa đi trong không, dạ xoa đi dưới đất, dạ xoa trong nước. Dạ xoa và rồng đều ở trong chúng bát bộ quỷ thần. Dạ xoa gọi là tốc tật quỷ, quỷ mau chóng, đi rất là nhanh, rất là đáng sợ. Có dạ xoa có tới 10 cái đầu, cũng có 10 dạ xoa chỉ có 1 cái đầu. Có dạ xoa có tới 10 cái chân, cũng có 10 dạ xoa chỉ có 1 cái chân, rất là kỳ quái. Hoặc có dạ xoa có 3 chân, 5 chân, hoặc chỉ có cái đầu, hoặc chỉ có cái chân. Càn Phát Bà là thần nhạc của trời Đế Thích, cũng gọi là thần gửi hương. Khi chúng ngửi được mùi hương trầm thủy của trời Đế Thích đốt lên thì chạy tới, sau đó rất cao hứng tấu nhạc lên, lấy sự tấu nhạc làm bản lãnh. Atula còn gọi là vô tiểu, không có rượu uống. Tướng mạo nam Atula rất là xấu xí, có phước trời mà không có quyền lực trời. Atula có rất nhiều loại, trên trời thì có Atula trên trời, nhân gian thì có Atula ở nhân gian, quỷ thì có Atula của quỷ, súc sinh thì có Atula của súc sinh. Atula chuyên đấu tranh với người, bất cứ lời nói thân thể trong tâm để muốn đấu tranh, thân miệng ý ba nghiệp để hoan hỉ đấu tranh. Nhưng nữ Atula rất đẹp, đừng nói người thấy sinh tầm ái dục, cho đến trời Đế Thích thấy nữ Atula cũng sinh dục niệm. Trời Đế Thích vốn có định lực, nhưng gặp nữ Atula rồi thì cũng mất định lực, do đó bèn cầu hôn con gái của vua Atula. Vua Atula cũng đồng ý gả con gái cho trời Đế Thích. Trời Đế Thích rất là vui mừng có được thiên nữ đẹp như thế, do đó bèn mời vua Atula dùng cơm, tất cùng tất kính ra lệnh binh trời tướng trời đến nghênh đón. Nhưng vua Atula đa nghi, hoài nghi trời Đế Thích thị oai với ông ta, dùng binh trời tướng trời để uy hiếp ông ta, trong tâm rất không vui nhưng tạm thời phải nhẫn nại. Trời Đế Thích rất hoan hỉ xuống nhân gian nghe kinh. Mỗi ngày trời Đế Thích đều xuống nhân gian nghe kinh, và ông ta là nữ Atula bèn sinh tâm đố kỵ, hỏi trời Đế Thích rằng: mỗi ngày ông đi đâu vậy, sao không ở nhà? Trời Đế Thích nói: tôi đến nhân gian nghe vị tiên nhân giảng tâm ấn diệu kinh. Nữ Atula nói: tôi cũng muốn đi theo. Trời Đế Thích nói: bà là phụ nữ không thể đến nghe được. Nữ Atula bèn sinh tâm hoài nghi nói: ông không cho tôi đi chắc chắn là có cô nào bên ngoài rồi. Nữ Atula cũng có thần thông, đợi khi trời Đế Thích đi rồi, cô ta bèn dùng thuật ẩn thân đi theo sau trời Đế Thích. Đến nơi trời Đế Thích xuống xe, cô ta cũng xuống xe. Trời Đế Thích nhìn thấy bèn nói: bà đến chỗ này làm gì? Cô ta đáp: tôi cũng đến nghe kinh. Trời Đế Thích dùng cây phất trần đánh cô ta, cô ta bèn la lên: vị tiên nhân nghe được, từ xưa đến giờ chẳng có người nữ nào la lối om sòm. Mở mắt nhìn xem thử, thấy người nữ này rất là đẹp, vị tiên nhân này cũng sinh tâm dục niệm, cho nên không còn giảng kinh được nữa, mất đi đạo nghiệp. Trời Đế Thích buồn bã. Trở về rồi, nữ Atula đến chỗ cha của ông, của nàng, nói: trời Đế Thích cả con, ông ta cặp bồ với cô gái khác bên ngoài, cả con nói là đi nghe kinh, con đi điều tra thì ông ta trách con không đúng, dùng cây phất trần đánh con. Vua Atula nghe rồi nổi giận, bèn tập hợp binh chúng Atula. Atula có thể chân đạp đáy biển, một tay giơ tới cung trời. Trời Đế Thích cũng không có cách nào chống lại được, do đó bèn đi đến chỗ Đức Phật cầu cứu. Đức Phật nói: hãy yên tâm đi, nhà ngươi về dạy binh trời tướng trời hay niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trời Đế Thích trở về dạy quân lính niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Quả nhiên quân của Atula đại bại bỏ chạy. Tại sao? Vì Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là có trí huệ, Atula đều là chủng tử ngu si, một khi nhìn thấy có ánh sáng trí huệ thì bị đánh bại. Kalula là đại bàng kim sĩ điểu, chim đại bàng cánh vàng, chuyên môn ăn rồng, thân thể rất lớn, xòe ra hai cánh rộng khoảng 360 do tuần, quạt cánh một cái nước biển rẽ làm hai, khi nước biển cạn thì rộng hiện thân, bèn bắt rồng ăn. Chúng ăn rồng giống như người ăn mỉ sợi, một miếng có thể nuốt hơn 10 hoặc 20 con rồng. Rồng con rồng cháu sắp tuyệt chủng thì lão rồng bèn cấp tốc đến gặp Đức Phật cầu cứu, nói rằng rồng con rồng cháu của chúng con đều bị chim đại bàng cánh vàng bắt ăn, loài rồng sắp tuyệt chủng rồi, làm sao bây giờ?
Đức Phật bèn cho một tấm y cà sa, kêu đem về cho mỗi con rồng một sợi chỉ áo cà sa thì chim đại bàng sẽ không bắt ăn thịt nữa. Do đó lão rồng làm theo lời Phật chỉ dạy, chim đại bàng không cách nào bắt rồng ăn nữa, bèn đi đến gặp Đức Phật nói: chúng tôi không có gì ăn cũng sắp chết mất, chim đại bàng cánh vàng cũng sắp tuyệt chủng, Đức Phật từ bi không bình đẳng, ngài cứu rồng thì cũng phải cứu chúng tôi. Đức Phật nói: tốt, các ngươi phải quy y Tam Bảo, giữ giới không sát sinh, thọ trì năm giới, ta sẽ kêu đệ tử của ta mỗi bữa trước khi ăn cơm đều đem cúng cho các ngươi 7 hạt cơm, về sau đừng sát sinh nữa. Cho nên chim đại bàng cánh vàng bèn quy y Tam Bảo, về sau ăn chay không ăn rồng nữa. Tuy không ăn rồng nhưng rồng đã bị chúng ăn còn lại chẳng bao nhiêu, cho nên ngày nay chúng ta không còn thấy rồng nữa. Khẩn Na La cũng là thần nhạc của trời Đế Thích, Ma Hầu La Già là đại mãng xà, người và chẳng phải người. Tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất hoan hỷ vui mừng, tin sâu pháp môn không thể nghĩ bàn này, đều thọ trì phục hành pháp môn này. Đây là lời của Khí Già, 6 tuần lễ giảng về phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, do vấn đề thời gian nên không thể hoàn toàn giảng ra hết ý nghĩa tỉ mỉ được. Chỉ bất quá giảng ý nghĩa đại khái, nếu muốn chân chánh minh bạch đạo lý của kinh thì phải chân thành dụng công một phen mới có thể chân chánh minh bạch Phật Pháp, là Pháp không thể nghĩ bàn cho nên gọi là diệu Pháp. Phẩm hạnh nguyện Phổ Hiền này cũng là một phẩm không thể nghĩ bàn. Nếu muốn giảng hết ý nghĩa của kinh thì phải cần có thời gian dài, hiện tại chỉ giảng ý nghĩa đơn giản đại khái. Người muốn nghiên cứu Phật Pháp thì phải tự mình dụng công nghiên cứu thêm, như có chỗ tôi giảng tốt hay không tốt, tôi cũng không biết. Tôi cũng không hy vọng có cái tốt hoặc có cái không tốt, phải làm sao? Hiện tại tôi giảng cũng chẳng có giảng, hiện tại các vị đang nghe cũng chẳng có nghe, không nghe không giảng, đây mới là diệu pháp chân chánh. Cho nên bạn thể hội được thì không cần giảng, cũng không cần nghe. Nếu bạn minh bạch rồi thì đây là diệu pháp, không lãng phí 6 tuần lễ thời gian, không lãng phí lại như thế nào? Thì ăn cơm vẫn là ăn cơm, mặc y phục thì vẫn là mặc y phục, ngủ thì vẫn đi ngủ, tức là như thế. Hết tập 25, trọn bộ.